Đi khéo. Trang được xin giới thiệu mọi người trận đấu bán kết đôi nam giữa cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh của Hà Nội, cặp đôi phía đỏ gần màn hình, và đối thủ của họ là cặp đôi Bảo Đức và Gia Huy đến từ đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Thank you.
Thank you.
sân 94. Hello chào cùng lên nam vào chung kết đơn nam nha. Bán kết vừa thắng Hải Đăng xong. Đôi Bắc Ninh thua đôi số 1 Việt Nam rồi anh ơi. Đôi nữ Thành phố Hồ Chí Minh thắng nha mọi người. Chung kết sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đồng Nai. Khoảng cách 5 điểm tương đối an toàn. Các trận chung kết đều diễn thành tin tức được thì ngày mai như là bên bọn Hùng không được quay đâu. Bên đài truyền hình họ mua bản quyền hay gì đó. Khả năng là không. Chỉ hy vọng những đường cầu tiếp theo là những đường cầu rất hay thôi. Thank you.